Đất nước chênh lệch giàu nghèo, Hàn Quốc. Vào năm 2016, có một người đàn ông với nhảy ngựa đã khiến cả thế giới biết đến cái tên Gangnam. Và chính khu phố Gangnam cũng trở thành biểu tượng mà ai cũng biết của giới siêu giàu tại Hàn Quốc. Đây là quận lớn nhất thứ ba của Seoul, có hơn 560.000 dân, tập trung nhiều tòa nhà chọc trời cao cấp. Khu biệt thự hạng sang lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng núp dưới những tòa nhà cao cấp, cách khu nhà giàu của Hàn Quốc chỉ 20 phút đi bộ, lại là khu ổ chuột lớn nhất của Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Đó là bối cảnh của những gia đình nghèo, sống trong những căn nhà bán hầm. Tất cả ngôi nhà ở Gwon đều chỉ được dựng lên tạm bợ với chiều cao chạm đầu người. Do môi trường ẩm thấp, nhiều rác thải nên không khí ở đây rất khó chịu. Người dân đa phần là người lớn tuổi, không có công việc ổn định. Họ phải sống dựa vào nguồn chu cấp của chính phủ là 200.000 won, tương đương với 35 triệu Việt Nam đồng trên một tháng. Đây là mức tiền vô cùng thấp, chỉ giúp mỗi cá nhân duy trì mức sống cơ bản nhất. Khi chia sẻ với truyền thông, những người dân lớn tuổi luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị với những người dân sống ở khu vực giàu có ngay bên cạnh. Họ ước sau này con cháu mình sẽ được sống trong những căn nhà to như vậy. Ước mơ đổi đời thật khó trở thành hiện thực ở Hàn Quốc. Vậy tại sao ở một đất nước phát triển như thế lại có sự chênh lệch về mức độ sống như vậy? Hãy cùng DHT khám phá ngay sau đây nhé! Theo thống kê cho thấy, bất bình đẳng thu nhập ở Hàn đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Số liệu tính tháng 3 năm 2023, 1% người Hàn Quốc có thu nhập cao nhất, chiếm 11,7% phần trăm thu nhập, tăng 3,3 điểm kể từ năm 2007. Đây là mức tăng lớn thứ hai trong số 30 quốc gia thành viên của OECD và cũng nước có tốc độ gia tăng bất bình đẳng cao hơn Hàn là Mexico. Nếu như năm 2019, chênh lệch tài chính trung bình giữa giới trẻ của nhà giàu và giới trẻ nhà nghèo là 776 triệu won, tương đương 15 tỷ Việt Nam đồng. Năm 2020, con số này đã tăng lên 846 triệu won, tương đương 16 tỷ Việt Nam đồng. Thế nhưng câu hỏi là tại sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Chúng ta cùng quay lại vào năm 1997 để xem là đã có chuyện gì xảy ra. Sau một năm, khi đã trở thành thành viên của OECD, Hàn Quốc xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu với việc đồng won sụt giảm thảm hại so với đồng đô la Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc cầu viện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. IMF cũng đã đồng ý với điều kiện Hàn phải lập tức có chính sách cải cách nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu các tập đoàn gia đình khổng lồ. Cuộc cải cách này đã xóa sổ gần một nửa trong số 50 tập đoàn lớn nhất. Khi đặt ra yêu cầu cải cách, IMF muốn xóa bỏ hệ thống kinh tế gắn liền với chủ nghĩa tư bản thân hữu. Tuy nhiên, những cải cách tạo thành một liệu pháp gây sốc, các biện pháp tự do hóa thị trường và bãi bỏ quy định về thị trường lao động được đưa ra tới tấp nhưng lại không hề xem xét đến các vấn đề xã hội. Đối với các phân phối thu thập, các tập đoàn lập tức được tái cơ cấu, đi kèm với nó là hàng triệu người bị sa thải để thu hẹp quy mô công ty. Công nhân lớn tuổi và phụ nữ là hai đối tượng bị sa thải chính. Cắt giảm lao động thâm niên, giúp giảm bớt quỹ lương và các công ty cũng ưa thích nhân viên nam hơn. Có một hậu quả nữa của việc tái tạo cơ cấu đó chính là các công ty tư nhân và các khu vực công cũng ngưng tuyển dụng thêm người, sau đó một lượng lớn thanh niên không tìm được việc làm, trong đó có cả những sinh viên tốt nghiệp. Họ đều là những người rất trẻ, tốn nhiều tiền bạc và công sức đầu tư cho việc học, nhưng vẫn không có thể có việc làm. Tiếp đến đó chính là sự xuất hiện của các công ty bấp bênh. Thay vì tuyển người lao động cố định, họ lại bắt đầu tuyển người theo thời vụ, bán thời gian để ăn bớt lương, đồng thời né tránh bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác cho người lao động. Một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng năm 1997, Hàn Quốc lại phải tiếp tục đối mặt với cơn bão có sức tàn phá còn lớn hơn rất nhiều lần. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 làm trầm trọng thêm tình trạng của thị trường lao động vốn đã bị ảnh hưởng từ trước đó. Số người lao động thời vụ, lao động bán thời gian tăng mạnh, trong khi thu nhập bị giảm xuống chỉ còn 1/3, rồi 1/4 so với người lao động chính thức. Đồng thời, trong nhóm thu nhập cao cũng có những thay đổi đáng chú ý. Các tập đoàn sống sót qua quá trình tái tạo cơ cấu giờ đây đã vươn ra cạnh tranh thị trường toàn cầu. Những công việc đòi hỏi kinh nghiệm kiến thức trong nhiều lĩnh vực hướng tới thị trường quốc tế, dĩ nhiên thì họ sẽ được hưởng lương cao hơn. Khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp đã trở thành một khía cạnh mới của sự gia tăng bất bình đẳng. Trước năm 1997, tiền lương của các công ty lớn và nhỏ không chênh lệch là bao. Nhưng sau năm 1998, khoảng này lớn dần lên.
Khoản tiền lương chỉ là một vấn đề rất nhỏ đối với các tập đoàn thôi, nhưng không có nghĩa là họ sẽ hào phóng. Bằng cách tiết kiệm công nghệ lao động như đã tự động hóa, số hóa các công việc hành chính, những tập đoàn này ngày càng lớn mạnh hơn, lấn lướt sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ mà không hề tạo ra việc làm. Số liệu vào năm 2019 cho thấy, 64 tập đoàn gia đình chiếm tới 84% GDP của Hàn Quốc, nhưng lại chỉ chiếm 10% số việc làm. Cùng với những thay đổi kinh tế, xã hội Hàn cũng trải qua nhiều biến động lớn hơn. Từ giữa những năm 1990, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm các xã hội có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Có 43,4% người cao tuổi ở đây sống trong nghèo đói cao nhất trong số các quốc gia là thành viên của OECD. Mức trung bình của cả khối chỉ khoảng 13,1%. Dữ liệu riêng tư từ cơ quan thống kê cho thấy, nhiều người cao tuổi vẫn làm việc sau khi nghỉ hưu để thoát nghèo. Vào năm 2020, theo kết quả thăm dò, 67% người cao tuổi muốn tiếp tục làm việc đến năm 73 tuổi, nhưng rất khó để họ duy trì hoặc là xin công việc khác. Dân số Hàn thì đang già đi rất nhanh, thế nhưng hệ thống an sinh xã hội đảm bảo cho cuộc sống lúc tuổi già lại không chắc chắn, nên họ ngày càng mong muốn làm việc thêm. Một trong các nguyên nhân chính của tỷ lệ người già có việc làm cao mà bị ép nghỉ hưu non là nghỉ việc trước tuổi. Người lao động bị trả lương hưu hoặc có trợ cấp thôi việc thấp hơn rất nhiều so với quy định. Nó không đủ để họ trang trải sinh hoạt phí cũng như là an sinh xã hội, nên chỉ còn cách là tiếp tục đi làm. Ngoài thu nhập thấp thì các công việc thời vụ còn không đi kèm bất kỳ một phúc lợi nào. Chính vì thế mà đã xảy ra tình trạng rất nhiều người già tranh nhau những nghề nghiệp cấp thấp mà họ chưa từng nghĩ đến trước khi nghỉ hưu, như là chuyển phát nhanh, bảo vệ, tạp vụ. Cực đoan hơn là có những người xưa nay ở độ tuổi hiếm vẫn hành nghề thân xác để kiếm tiền sinh sống, trang trải chi phí thuốc men cho bản thân. Số khác lại không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu, lại chọn cách rút ngắn cuộc đời. Năm 2020, tỷ lệ người trên 80 tuổi đưa ra lựa chọn này ở Hàn Quốc là 62,6 trên 100.000 ca. Có lẽ nguyên nhân cuối cùng phản ánh vấn đề lớn nhất mà đất nước này gặp phải đó chính là vào cuối tháng 9 năm 2021, toàn Hàn Quốc chấn động vì tin tức con trai của một chính trị gia quyền lực sau bê bối dự án phát triển phường Gijang. Cái khiến người dân bàng hoàng không phải là chuyện nghỉ hưu của con ông cháu cha này, mà là ưu đãi thôi việc khổng lồ, 5 tỷ won tương đương 96,2 tỷ Việt Nam đồng, sau 3 năm tăng lên thành 64 triệu, rồi 74 triệu. Xét ra thì mức lương đó không có gì đặc biệt. Mọi chuyện chỉ trở nên bất thường khi mà anh ta đột ngột được chuyển hợp đồng sang mức lương 500 triệu won, đẩy trợ cấp thôi việc lên tới 5 tỷ won. Người giới thiệu cho anh ta không ai khác chính là người bố, và một cuộc khảo sát vào tháng 10/2021 đã chỉ ra 53% số người trong độ tuổi từ 18 đến 34 ở Seoul chỉ có thể mua nhà nếu có gia đình tài trợ. Chưa hết, 44% còn lại là bao thầu chọn gói cho thấy giới trẻ Hàn Quốc phụ thuộc nghiêm trọng vào bố mẹ. 15% đã từ bỏ ước mơ mua nhà riêng, và hầu hết vì cha mẹ không có điều kiện. Theo ước tính, con số này khoảng 10,9% ở Hàn Quốc, 74% các tỷ phú là người thừa kế. Nói cách khác thì Hàn Quốc không phải đất nước mà bạn sẽ trở thành tỷ phú từ con số 0. Đây cũng chính là lý do vì sao ở đây lại có mức thuế thừa kế lớn thứ hai trong OECD, chỉ sau Nhật Bản. Việc thuế thừa kế ở Hàn Quốc lên tới 50%, cá biệt có thể lên tới 65%. Tuy nhiên, giới thượng lưu luôn tránh né bằng cách chuyển giao tài sản, bất động sản cho con cái của họ qua hoạt động mua bán. Sau bê bối của sự việc 5 tỷ won, Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn chưa từng có. Họ nhắm vào 446 đối tượng từ 30 tuổi trở lên, có khả năng là gian lận tài chính, trốn thuế bằng cách mua tại bất động sản của gia đình bằng tiền của chính cha mẹ họ. Nhưng với quyền lực của các tập đoàn ngày nay, liệu Hàn Quốc có thể kết thúc kỷ nguyên vạch đích ở tại đất nước này hay không? Nếu là một người thích đi du lịch Hàn Quốc, bạn nghĩ sao về mức sống chênh lệch này? Và bạn có biết ở đây còn có sự chênh lệch nào khác nữa không? Hãy bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những thông báo mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!